Chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay mình lại lên trên núi để thăm bẫy nha anh em nha. Chỗ anh em không biết thế nào, chứ chỗ mình thì mưa kéo dài lâu lắm rồi. Hôm nay thì ngớt mưa một tí thì mình lại lên trên này để thăm bẫy. Vừa rồi thì mình có đem theo chục cái lồng bẫy sóc mình đem lên đây đặt nhé. Hôm nay xem mấy cái lồng trước xem là có dính được con sóc nào không. Cái khu này thì mình đánh nhá, mình đặt chục cái lồng ở đây này. Vừa rồi mình cho mồi chuối vào, mình nghĩ là hôm nay là nhiều con sóc mồm nhọn nó vào trước. Này, xung quanh đây mình để một cái. Cái chỗ nào phải rộng mênh mông. Khu này thì không có cây quả gì. Đặt bừa ở đây không biết là có vào không này. Bẫy sóc thì mình cũng có ít kinh nghiệm thôi. Mình mới tập bẫy thôi. Muốn kiếm vài con về nuôi. Thế nhưng ngoài này có một cái. Biết để đâu, đặt đâu quanh quanh đây chục cái dọc khu này. Đến cái chỗ mình đặt bẫy mình quay cho em xem nhá. Quanh quanh khu này có cái đầu tiên này. Cái chỗ này ngày trước mình bẫy thì dính nhiều con sóc đầu vàng ấy, má vàng ấy. Đặt lồng không biết là nó có chịu vào không. Vừa rồi mưa gió ở nhà làm được chục cái. Đâu nhỉ? Có một cái đâu quanh quẩn đây. Lạ thật. Tìm không ra. Hay là ai lên đây nó nhặt đi mất rồi. Cái đầu tiên ở kia là chưa có gì nhé. Đấy. Cho một chuối vào. Còn cái thứ hai là tiếp theo tít ngoài kia. Chỗ này không có cây ăn quả gì, mình nghi là nó chuyển hướng chỗ nào có quả ăn thôi. Vừa rồi mình đem lên đây đặt thì mệt quá mình đặt bừa ở đây thôi. Rồi dần dần chuyển đi. Không ở kia dính có sóc anh em nhé. Nhưng mà là con sóc mồm nhọn thôi. Lần này không được con sóc bông sóc bụng đỏ nào thì lần sau mình sẽ chuyển đến nơi khác. Loại này cực kỳ hôi luôn. Cũng tùy từng con, có con hôi, có con không hôi. Nhưng mà nó có cái mùi khét khét. Con này thì mình không ăn được. Anh em nào thích đem về nuôi hoặc là ăn thì bảo mình nhá. Mình đem về cho nhá. Chứ mình không lấy tiền. Đây nhá. Mình có sóc đầu tiên. Con này vừa ăn hoa quả vừa ăn cả thịt nữa. Nó không tha một cái gì luôn con này. Chắc là mình bắt về. Bắt về nếu mà ai thích thì mình cho. Thả nó thì nó sẽ quay lại nó phá lồng của mình tiếp.
Bây giờ mình bắt nó ra đây nhé. Lại tiếp tục dính một con nữa anh em nhé. Lại là con sóc mồm nhọn. Con này bẫy mồi chuối rất là nhạy. Con này mà có người, nếu mà có người thu 20.000 một con thôi thì ngày đi bẫy con này kiếm khá khá đấy. Nhưng rất tiếc là không ai mua. Cái bãi này mình đặt chục cái, có hai cái ở dưới này nữa thì tìm mãi không thấy, nó rộng quá, rộng quá, mình đánh cách nhau xa tìm chả thấy đâu cả. Này, này. Con này to hơn con lúc nãy. Bắt nó ra rồi tiếp tục đi nhá, hai em rồi nhá. Ô, cái bẫy đây dính trượt con gì rồi anh em ạ. Ôi trời, nát hết đây này, thấy chưa? Cái bẫy mình đặt kia nhá, cái chỗ này ngày trước là có con hiêu núi với con cầy rông nó hay qua đây, nó ỉa đây này. Ủa, sao lại cụ được nhỉ? Đây này, con này chắc tầm chục cân đấy, hơn chục cân đấy, này to nhá. Phần nó đây, mình đoán con này là con hiêu núi, con xạ hương, nó giống con hoẵng nhưng mà nó có cái nanh rất là dài. Con này chỉ mười mấy cân đổi lại thôi. Khu này ngày trước mình cũng thấy nó ỉa ở đây mấy lần rồi. Đây này, thế có đèn không? Đây là con hiêu xạ nhé, không chứ không phải là con ấy đâu, con dê đâu, con dê thì nó nhọn được như này, chán thật. Đây là cái cạm, cái cạm 16, cái cạm này cạm thời xưa nên là nó cứng, cụt mất chân rồi. Nếu mà dính con dê người ta nuôi thì không bao giờ nó cụt được luôn. Vì ở đây là con nó sống ở rừng, ở núi, con thú hoang dã, nó có sức rất là khỏe, có sức khỏe, nó dãy cụt cả chân ra này. Ui, tiếc thật. Đây, anh em đoán là con gì? Mình đoán là con hiêu núi nhá, con xạ hương ấy nhá. Chán thế, con này chắc phải chục cân rồi, 11-12 cân, dính bao nhiêu lâu. Thế có chán không? Chắc là do cái cạm này cứng quá, cạm này cạm thời xưa nó cứng. Đây, mình buộc vào gốc cây, cái cành cây để nó tha đi. Ngày trước dính một con ở đây thì nó làm cái móc cho nó lôi, nó tha đi mất. Đây, chả biết là nó tha đi đâu rồi, chắc là nó lao đây này. Đây, có cái đường nó xuống này. Rất tiếc là cái khu này mình chỉ đánh đúng một cái bẫy cạm to đây thôi. Đèn thế này, cạm 16 nhá. Đây, chắc chắn là nó đã lao xuống dưới này.
đèn thật. Mình gài lại cái bẫy đây nha anh em nha, rồi tiếp tục đi thăm tiếp.